Nữ phụ của Trầm Vũn Hưng Phai khiến khán giả ức chế, được đầu tư hơn Dương Tử nhưng diễn xuất ra sao? Nhân vật Huỳnh Đăng trong Trầm Vũn Hưng Phai khiến khán giả tức điên, lại bất ngờ được so sánh với Dương Tử. Trầm Vũn Hưng Phai với sự tham gia đóng chính của Dương Tử và Thành Nghị, hiện đang là bộ phim làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng phim ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh những nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ của phim cũng nhận được sự chú ý của khán giả yêu thích phim. Một trong số đó là nhân vật Huỳnh Đăng do nữ diễn viên Từ Khải Ninh thủ vai. Trong diễn biến của những tập phim vừa được lên sóng, Đường Châu và Nhan Đàm đã đến nhân gian đầy màu sắc, cất lại những ký ức không vui. Cả hai đã có một đoạn tình cảm tinh khôi tươi mới. Một người là thiên sư bắt yêu, một người là hoa yêu, thế nhưng cứ dây dưa với nhau không dứt. Hoa yêu Nhan Đàm lương thiện tốt bụng, lại tinh nghịch dần dần chiếm được tình cảm của Đường Châu Ứng Uyên. Những tưởng ngày tháng phát đường sẽ còn kéo dài thêm vài tập, thế nhưng đến tập mới chất, Trầm Vũn Hưng Phai đã có dấu hiệu sắp ngược trở lại. Biến cố xuất hiện khi Huỳnh Đăng phản diện đời đầu của Trầm Vũn Hưng Phai tái xuất. Sau khi bị phế bỏ tiên tịch đẩy xuống nhân gian, Huỳnh Đăng hận lại càng thêm hận chị em Nhan Đàm. Tập phim kết thúc với cảnh Nhan Đàm bị Huỳnh Đăng đánh trở lại chân thân hoa sen. Chính tình tiết này đã khiến Huỳnh Đăng chính thức được nượt vào danh sách nhân vật gây ức chế của Trầm Vũn Hưng Phai. Điều đáng chú ý là nhân vật này được đầu tư tạo hình hơn hẳn nhân vật Nhan Đàm của Dương Tử. Mỗi lần xuất hiện, Huỳnh Đăng đều được chăm chút từ phụ kiện cài tóc, lối trang điểm tới trang phục. Huỳnh Đăng mỗi lần xuất hiện đều với tạo hình lung linh, khiến khán giả không khỏi vò đầu bứt tai, hỏi chừng nào nhân vật này mới lạnh cơm hộp đây. Mặc dù được chăm chút tạo hình nhưng diễn xuất của nữ diễn viên trẻ Từ Khải Ninh lại bị đánh giá thấp hơn hẳn Dương Tử. Khán giả cho rằng nét diễn phản diện của Khải Ninh kém kịch tính, một trăm cảnh như một, với cách nhà thoại kiểu cách thong thả đến sốt ruột, chỉ liên tục nghiêng đầu nhếch mép rồi mắt nhếch xéo. Người xem cho rằng nữ diễn viên nên đa dạng hóa cách thể hiện vai diễn của mình để tránh nhàm chán và một màu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.